chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh đại vương thì đến video này vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách khôi phục tất cả những nhật ký cuộc gọi đi tin nhắn đã gửi đi thì chúng ta có thể là xóa đi rồi chúng ta có thể là khôi phục lại được hết nha chúng ta xem lại tất cả các cuộc gọi đi à, cước phí đã gọi hay là tin nhắn đã gửi cho ai và cước phí bao nhiêu thì mặc dù chúng ta đã xóa bên biển nhưng mà chúng ta vẫn là xem lại được nha thì vương xin bắt đầu ngay bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thì bây giờ mình sẽ vào ứng dụng điện thoại này thì hiện tại là mình đang sử dụng trên chiếc điện thoại iPhone nha mình vào nhật ký này thì mình sẽ bấm sửa và mình sẽ bấm là xóa này xóa hết cuộc gọi này rồi thì ở đây là nhật ký cuộc gọi không còn cái nào nữa nha thì chúng ta muốn khôi phục lại nếu mà chúng ta muốn khôi phục thì chúng ta trên điện thoại iPhone á thì các bạn nếu đã được sao lưu rồi thì chúng ta sẽ reset máy và chúng ta sẽ bấm vào là cái dòng số 2 để xóa đi và chúng ta sẽ khôi phục lại trên tài khoản iCloud thì ok cái đó là nó rất tốn công nó sẽ là reset lại cái điện thoại của các bạn rồi nhưng mà vương sẽ không làm cách đó nha rồi bây giờ mình sẽ vào cái tin nhắn nè thì ở đây tin nhắn vương cũng nhắn giữ ra nha thì vương sẽ chọn tất cả tin nhắn vương sẽ chọn tất cả nè mình sẽ vuốt mình chọn tất cả tin nhắn nha rồi thì bây giờ mình sẽ bấm xóa và mình sẽ bấm xóa tại đây tất cả rồi thì các bạn nếu mà trên iPhone thì chúng ta khôi phục tại đây. Chúng ta sẽ bấm sửa và chúng ta hiện thị tầng càng đây. Và các bạn sẽ bấm khôi phục tất cả. Nhưng không, bây giờ Vương sẽ bấm là xóa tất cả. Xóa tất cả tại đây. Rồi, thì cũng nếu mà trên iPhone chúng ta đã sao lưu rồi. Thì chúng ta sẽ vào là cái mục là uh, reset cái điện thoại. Và chúng ta sẽ là khôi phục trên tài khoản iCloud rồi. Là, là nó cũng vẫn hiển thị ra hết. Nhưng mà Vương cũng không làm cách này. Vương làm cái cách này là cho tất cả các điện thoại là Android hay là iPhone đều làm được này. Rồi, thì các bạn, nếu mà các bạn sử dụng cái SIM Việt Nam Mobile thì chúng ta sẽ tải cho Vương cái app Việt Nam Mobile. Chúng ta sẽ vào App Store hoặc là cửa hàng CH Play để tải nha. Còn nếu là SIM Mobile phone, thì chúng ta tải cho Vương cái app là My Mobile Phone. SIM Viettel chúng ta tải cái app là My Viettel. Và SIM uh, Vina là My VMPT nha. Rồi, như là Vương đã tải rồi thì vương sẽ bấm là vào cái app là việt nam mobile thì tại đây chúng ta sẽ nếu lần đầu tiên chúng ta sử dụng cái app này thì các bạn hãy đăng ký cái số điện thoại của các bạn vào nha thì à, ở đây là nó có ưu điểm của nó là nó sẽ khôi phục tất cả những cái nhật ký của gọi đi tin nhắn đã gửi đi và nó sẽ sao kê cho chúng ta là cước phí bao nhiêu nữa nó sao kê tất tần tật luôn chúng ta có thể là vào đây để kiểm tra nhưng mà cái sim Việt Nam Mobile thì nó sẽ khôi phục trong vòng chỉ có là 3 tháng nha các bạn ha. Quá 3 tháng là chúng ta không thể là xem lại được. Cái sim Viettel và cái sim Mobifone hoặc là cái sim Vina thì chúng ta có thể là khôi phục lại xem lại trong vòng 6 tháng. Còn cái sim Việt Nam Mobile là chỉ có 3 tháng thôi. Rồi, bây giờ là đây là Vương đã tải rồi, Vương đã đăng ký rồi thì các bạn sẽ vào là tài khoản này. Thì ở đây nó có rất nhiều dịch vụ thì chúng ta có thể là vào mua gói cước này nọ thì cái app mỗi cái app là nó sử dụng khác nhau nha Rồi bây giờ SIM Việt Nam Mobile thì các bạn vào tài khoản đây Các bạn sẽ bấm vào cái tài khoản Thì ở đây nó sẽ show ra chúng ta là cái số điện thoại này Và cái uh, tài khoản này Và chúng ta có thể là đổi qua eSIM Nếu mà chúng ta muốn sử dụng eSIM và tương ứng với cái điện thoại của các bạn sử dụng eSIM Thì chúng ta có thể đổi eSIM để sử dụng trải nghiệm nó tốt hơn rồi mình sẽ vuốt lên, thì ở đây nó có cái mục là lịch sử sử dụng này, đây lịch sử sử dụng là các bạn sẽ bấm vào đây nè. Thì ở đây là nó show ra chúng ta là tất cả nhật ký là cuộc gọi đi, tin nhắn đã gửi đây, chúng ta đã gọi đi cho ai, hoặc là nhắn tin cho ai và cước phí bao nhiêu là nó sẽ được hiển thị ra hết nha. Đó, các bạn hãy vuốt lên chúng ta xem và những cái cước gọi mà miễn phí là nó cũng vẫn không đồng thì số dây nó hiển thị ra bao nhiêu nè thời uh, lượng gọi nè à, thời gian cuộc gọi là bao nhiêu đó tin nhắn này chúng ta có gửi tin nhắn là cước phí nè sử dụng cuộc gọi nè đó có số điện thoại này là mình sẽ ẩn nha mình không cho các bạn xem nha đó thì nó sẽ show ra tất tần tật đây là nó sẽ show chúng ta là tối đa là 15 cái ngày gần nhất nha Còn chúng ta muốn tra cứu vào những ngày khác thì chúng ta sẽ bấm vào cái cái lịch này để mà chúng ta kiểm tra đó thì chúng ta sẽ chọn đây chúng ta sẽ chọn ví dụ như là chúng ta sẽ chọn trong này trong cái ngày chúng ta chỉ chọn trong vòng 15 ngày thôi trong vòng 3 tháng thì chúng ta có thể là chọn ví dụ như là mình sẽ chọn tháng nay là tháng 12 mình sẽ chọn tháng 11 đây ví dụ đi mình sẽ chọn từ cái ngày 30 nè nè tới ngày 15 tới ngày 30 đó tháng 11 16 đây rồi trong 15 ngày và Vương sẽ bấm là áp dụng nè đó thì nó sẽ show ra chúng ta cái 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 khoản này chúng ta đã gọi cho ai này đó đó có thể chúng ta thấy chưa từ 16 tháng 11 đến ngày 31 tháng 11 này đó nó sẽ show ra chúng ta còn nếu mà chúng ta xóa cái ngày á chúng ta không chọn cái ngày chúng ta bấm thiết lập lại là nó sẽ ra những cái ngày gần nhất nha các bạn ha đó nó sẽ show ra chúng ta những cái ngày gần nhất đây nếu mà tự động á nếu mà tự động thì nó sẽ để cho chúng ta 15 ngày gần nhất nhưng mà chúng ta có thể là vào cái cái lệch này chúng ta để tìm ra trong vòng 3 tháng thì chúng ta có thể là kiểm tra lại hết xem lại cái số điện thoại nào đã gọi đi đã gửi đi gửi tin nhắn là cước phí bao nhiêu là nó sẽ show ra chúng ta là tất thần tật nha các bạn ha không thiếu một cái số điện thoại nào đâu thì các bạn lưu ý thì các phương pháp này là nó chỉ áp dụng cho tất cả các cuộc gọi đi và các những cái uh, tin nhắn đã gửi đi hay nha Còn cái gửi đến hay là gọi đến thì chúng ta không xem được cái phương pháp này nha thì các bạn lưu ý vậy à, đây là vương chỉ là kiểu như là tra cứu cứ gọi vậy đó hay là xem lại nhật ký của gọi đi thôi tin nhắn đã gửi đi còn mà chúng ta muốn xem là tất cả full của gọi đi của gọi đến hay là tin nhắn gửi đi gửi đến thì uh, đó là một phương án khác chứ không phải là cách này nha các bạn ha vâng như vậy là vừa rồi vương vừa chia sẻ cho quý vị các bạn cách xem lại nhật ký cuộc gọi đi cũng như tin nhắn đã gửi đi gửi cho ai gọi cho ai thì video đến đây là kết thúc rồi mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công nếu thấy video này hữu ích cho các bạn thì hãy cho vương một like một đăng ký kênh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye